Tiếp tục bản tin với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, lực lượng hành pháp Mỹ hôm 22 tháng 6 chiếm quyền kiểm soát hai trang web của truyền thông quốc gia Iran, đóng băng nhiều tên miền liên quan đến các nhóm dân quân thân Tehran. Các trang web sau đó chỉ hiển thị thông báo đã bị kiểm soát bởi chính phủ Mỹ, trích dẫn các điều luật cấm vận của Mỹ, kèm theo con dấu Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Thương mại Mỹ. Tập đoàn phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, công ty mẹ của một website bị chiếm, đã cáo buộc Mỹ chèn ép tự do ngôn luận. Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chưa bình luận về động thái này. Các công tố viên Mỹ hồi cuối năm ngoái cũng chiếm quyền kiểm soát nhiều tên miền website bị cáo buộc là được dùng trong chiến dịch phát tán tin giả của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Thưa quý vị, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, biến thể góp phần gây ra đợt bùng phát thảm khốc tại Ấn Độ tháng 4 và tháng 5 vừa qua, hiện có xu hướng trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu. Tại Mỹ, Delta được xác định đang là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực ứng phó đại dịch, theo nhận định của chuyên gia hàng đầu của nước này. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ khẳng định biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên Ấn Độ đang là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 ở trong nước. Không thể nghi ngờ gì về khả năng lây lan lớn hơn của biến chủng Delta so với chủng virus ban đầu gây ra đại dịch COVID-19. Nó cũng liên quan tới việc gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Tỷ lệ nhiễm biến chủng Delta đang gia tăng từng ngày tại Mỹ, chiếm 10% các ca mắc mới ở nước này. Các nhà khoa học lo ngại rằng biến thể Delta sẽ đe dọa những người dân chưa được tiêm chủng và một nền kinh tế đang nhanh chóng mở cửa trở lại. Những lo ngại của giới chuyên gia y tế Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cố vấn cấp cao về COVID-19 của Nhà Trắng vừa cho biết Mỹ không thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành vào ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 và có thể sẽ cần thêm vài tuần nữa để đạt được mục tiêu đó. Trước đó, các nhà khoa học của WHO cũng cảnh báo khả năng lây lan khắp toàn cầu của biến thể Delta, vốn đã lây lan ra hơn 90 quốc gia trên thế giới. Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, Ấn Độ cho biết nước này cần sẵn sàng ứng phó với làn sóng dịch thứ ba có thể xuất hiện do biến thể Delta Plus. Phiên bản đột biến của biến thể Delta này đã xuất hiện tại 10 quốc gia. Thưa quý vị, các quan chức y tế và chính phủ các nước đang ngày càng lo ngại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đang diễn ra có thể khiến dịch COVID-19 lây lan mạnh trở lại khi nhiều thành phố đăng cai nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đang diễn ra trên hơn 10 thành phố tại nhiều quốc gia châu Âu có thể khiến đại dịch COVID-19 tăng mạnh trở lại. Đó là các cảnh báo được quan chức Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong ngày 22 tháng 6, sau khi ngày càng có nhiều thành phố đăng cai Euro 2020 nới lỏng các biện pháp hạn chế. Lo ngại lớn nhất hiện nay là tại Anh, khi chính phủ Anh trong ngày 22 tháng 6 đã ra thông báo cho biết sân vận động Wembley ở thủ đô London sẽ được phép đón trên 60.000 cổ động viên vào xem các trận bán kết và chung kết của Euro 2020. Rủi ro này càng lớn hơn khi hiện nay Anh đang chứng kiến đàn lây nhiễm rất mạnh do biến thể virus Delta gây ra. Trong ngày 22 tháng 6, nước Anh ghi nhận tới hơn 11.000 ca nhiễm mới, nối tiếp đà tăng trong suốt 2 tuần qua. Tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA hành động có trách nhiệm. Tôi không nghĩ việc một sân vận động đầy ắp khán giả lúc này là điều tốt. Và tôi ủng hộ việc chính phủ Anh áp đặt mọi biện pháp y tế cần thiết. Hiện tại, mặc dù các quan chức chính phủ Anh đều khẳng định đã tính toán cẩn thận và sẽ áp dụng mọi biện pháp y tế cần thiết khi tăng số lượng khán giả được vào sân, nhưng dư luận vẫn hoài nghi. Tại Euro 2020 năm nay, hầu hết các sân vận động, trong đó có sân Wembley ở London, đều hạn chế số lượng khán giả ở mức khoảng 25% sức chứa. Duy nhất sân vận động ở thủ đô Budapest, Hungary mở cửa hoàn toàn cho khán giả vào sân. Vì thế, khi dịch COVID-19 tại Anh đang diễn biến phức tạp, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng trận chung kết Euro 2020 nên chuyển từ sân Wembley ở London về sân Budapest của Hungary hoặc sân Olimpico ở thủ đô Rome, Italia. Thưa quý vị, Moscow vừa trải qua ngày tháng 6 nóng nhất trong 120 năm và dự kiến những ngày tới còn nóng hơn. 21 tháng 6 là ngày tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1901 mà Moscow từng ghi nhận với mức nhiệt là 34,7 độ C. Dự đoán hai ngày 24 và 25 tháng 6 còn nóng hơn với nhiệt độ trên 35 độ C. Theo các chuyên gia, nguyên nhân do biến đổi khí hậu toàn cầu. Nga đã ghi nhận nhiều kỷ lục thời tiết trong những năm gần đây. Hồi tháng 6 năm 2020, nhiệt độ đo được ở thị trấn Verkhoyansk là 38 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận tại vòng Bắc Cực. Nhiệt độ tăng cao đã góp phần gây lũ lụt và cháy rừng.
Chúng cũng khiến lớp băng vĩnh cửu, lớp băng bao phủ khoảng 2/3 lãnh thổ rộng lớn của Nga tan chảy. Tuy nhiên, Nga cũng hưởng lợi từ biến đổi khí hậu. Băng tan giúp kéo dài thời gian hoạt động vào mùa hè của tàu bè trên tuyến vận tải đường biển của phía bắc đất nước. Một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết Thủ tướng nước này Angela Merkel, 66 tuổi, đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 mũi thứ hai bằng vaccine của hãng Moderna. Sau mũi tiêm đầu tiên với vaccine của hãng AstraZeneca hồi tháng 4 vừa qua, sau khi tiêm mũi thứ hai, nhà lãnh đạo nước Đức không có biểu hiện về tác dụng phụ. Trong ngày 22 tháng 6, bà đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu ở Berlin. Hiện chưa rõ tại sao Thủ tướng Đức Angela Merkel lại chuyển sang tiêm mũi thứ hai là vaccine Moderna. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc tiêm phối hợp một mũi là vaccine của AstraZeneca và mũi còn lại của hãng khác dường như sẽ có hiệu quả tốt hơn, mặc dù điều này có thể kéo theo khả năng xảy ra tác dụng phụ cao hơn. Cho đến chiều 22 tháng 6, Đức đã tiêm chủng được trên 67 triệu liều, trong đó hơn 42 triệu người, tương đương 51,2% dân số đã được tiêm ít nhất là một mũi. Việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp đóng cửa đối với các thành phố lớn nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 khiến chuỗi cung ứng lương thực bị gián đoạn, dẫn đến nguồn cung bị thiếu hụt. Lo ngại về vấn đề an ninh lương thực ở quốc gia đông dân nhất trên thế giới, mô hình trồng rau trong nhà kính công nghệ cao đã mọc lên như nấm ở các thành phố lớn nhằm cung cấp nguồn cung thực phẩm tươi ngon cho người dân của thành phố. Tại khu nhà kính công nghệ cao quy mô lớn nằm ngay ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, các công nhân đang cần mẫn thu hoạch những trái cà chua, ớt xanh tươi ngon. Khu nhà kính này do công ty Hà Lan Food Ventures vận hành. Cơ thể khỏe mạnh là cách bảo vệ đầu tiên khỏi bất kỳ loại virus nào. Chính vì vậy mà người dân ngày càng quan tâm đến những gì họ ăn và họ uống. Hơn nữa, việc vận chuyển và hậu cần trong lúc dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc xây dựng các khu nhà kính quy mô lớn nằm ngay ở các thành phố giúp cung cấp các loại rau củ quả tươi ngon mà không phải mất công vận chuyển. Trong khi đó, trước đây, những mặt hàng này phải được vận chuyển cả nghìn km để đưa đến nơi tiêu thụ. Khu nhà kính công nghệ cao quy mô lớn này là một trong số hàng chục cơ sở tương tự mọc lên ở ngoại ô Thượng Hải. Các cơ sở này sử dụng những công cụ tiên tiến để quản lý hệ thống tưới tiêu, nhiệt độ, ánh sáng để trồng rau củ quả. Nhờ vậy, các loại rau củ quả được trồng trong các khu nhà kính này không cần phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu mà đỡ tốn nước. Trong thời buổi đại dịch, người dân đã từng chứng kiến sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở một số chợ buôn bán hoa quả hay hải sản lớn. Do vậy, tầng lớp trung lưu ngày càng sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua thực phẩm tươi ngon với dư lượng thuốc trừ sâu thấp. Các khách hàng của chúng tôi có xu hướng mua nhiều thực phẩm qua mạng hơn và họ có xu hướng chi tiền nhiều hơn cho các sản phẩm tươi ngon và tốt cho sức khỏe. Hình thức trồng trọt trong các khu nhà kính hiện đại dự báo sẽ ngày càng phát triển ở các thành phố của Trung Quốc. Gần đây, thủ đô Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2025 tăng gấp đôi diện tích đất nông nghiệp dành cho lối canh tác công nghệ cao. Xu hướng này sẽ càng củng cố vị trí của Trung Quốc là nhà sản xuất rau quả hàng đầu thế giới.